Chúa ưa cùng anh chị em và ư cùng cha tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh, vinh, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng Nicodemo rằng không ai lên trời được ngoài người đã từ trời xuống, tức là con người vốn ở trên trời cũng như môi sen treo con rắn nơi hoang địa thế nào thì con người cũng phải bị treo lên như vậy để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời quả thật thiên chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người để tất cả những ai tin vào con của người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời vì thiên chúa không sai con của người giáng trần để luận phạt thế gian nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ đó là lời chúa người Kính thưa quý ông bà và anh chị em Có hai người phụ nữ Một hôm đến tại một cửa hàng bán đồ cũ gọi như đồ lạc son Và có lẽ họ cũng không phải là người Sưu tầm đồ cổ cũ, hận xịn Cũng không phải là người giàu có Họ tìm Trong những đống đồ cũ đó một người sau một hồi lục lọi ta hỏi thấy được gì không có gì tốt xài được không bảo thấy chả có đồ gì hết đồ bỏ không thế là người đó tránh ra và người phụ nữ thứ hai tiến vào sau một hồi quan sát và lục lọi thì chị ta phát hiện ra có một cái cây thập giá Chúa Giêsu mà nó đóng bụi và nó mà loang lỗ nhưng mà chị cảm thấy rằng đây chính là cái cây thánh giá bằng bạc bạc thật và có giá trị chị mua nó đem về và quả thực sau khi chị đã đánh bóng lại cho nó sáng lên thì nó nổi rõ lên hình cây thập giá của Chúa Giêsu à, xem ra rất là có giá trị. Nhưng rồi một lúc sau thì đứa con trai nhỏ của chị khoảng 7 tuổi nó đến nó cầm cái thánh giá và sau khi nó nhìn một hồi lâu nó ôm vào ngực nó và nó khóc nức nở. Mẹ nó hỏi gì vậy con? Nó bảo con thấy tội nghiệp thấy thương Chúa Giêsu quá. Chúa Giêsu chịu chết treo trên thập giá như thế này tội nghiệp cho Chúa quá. Thưa anh chị em, để cùng một món đồ, cùng một cái thánh giá Chúa Giêsu, nhưng mà dưới mắt của ba người, ba cái nhìn khác nhau, ba nhận định khác nhau. Một người thì cho rằng nó là đồ bỏ, một người thì thấy được cái giá trị vật chất của nó những đồ kim loại quý giá còn một đứa bé nó nhìn thấy ở nơi đó một thiên chúa chịu đau đớn đau khổ rồi chịu chết vì con người thưa anh chị em có lẽ thánh giá của chúa mà chúng ta được mời gọi suy tôn hôm nay chúng ta quá quen thuộc rồi một ngày chúng ta làm dấu thánh giá không biết bao nhiêu lần và quen quá cho nên lắm khi mình chỉ làm với những cái cử điệu rất là uh, gọn lẹ. Nên có người nhìn đó như là một cái chuyện uh, đuổi rùi đuổi mũi vậy thôi. Và người ta cũng trưng bày thánh giá khắp nơi, người ta mang thánh giá đủ loại. Nhưng mà Thánh giá hôm nay chúng ta được giáo hội mời gọi Hãy suy tôn thánh giá là gì đây Thánh giá nó như thế nào Đối với chúng ta Chúng ta được mời gọi để Nhìn lại, nhìn lại Và chiêm ngắm Thánh giá cứu độ của chúng ta Một thánh giá không thể coi thường Không thể là đồ bỏ Không cần chúng ta phải khóc than Nhưng mà chúng ta cần hiểu được cái ý nghĩa, cái giá trị của thánh giá. Chắc chắn hôm nay chúng ta không suy tôn thập giá như là một cái dụng cụ hành hình những tên tử tội mà những người Roma họ dùng để uh, gây đau khổ cho những cái tên tử tội ấy. Thập giá, nhưng mà chúng ta uh, suy tôn chính thánh giá của Chúa thập giá nó chỉ là hai cái thanh gỗ bắt chéo và là dụng cụ hành hình những người tử tội và nó là biểu tượng của những khó khăn đau khổ mà con người xem ra cực bằng chẳng đã phải chịu nó gây đau thương và chết chóc thực sự chúng ta cũng thấy trên đồi Golgotha ngày xưa lúc Chúa chịu tử nạn thì ba cái thập giá được dựng nên dựng lên ở đó nhưng mà chỉ có thập giá của Chúa Giêsu đã được gọi là thánh giá thôi. Còn thập giá của những tên gian phi cùng chịu đóng đinh một lần với Chúa Giêsu trên đồi Golgotha hôm đó à, mãi mãi vẫn chỉ là thập giá chứ không được gọi là thánh giá, vì không được đón nhận với niềm tin, với sự khiêm tốn hạ mình vâng phục thánh ý Chúa và cũng chẳng có tình yêu tự hiến ở đó thập giá đã gợi lại cái trái cấm cái cây mà đã gây nên án tử vì bất phục vì muốn theo ý riêng chứ không muốn tin tưởng sống theo thánh ý của thiên chúa thập giá đó vẫn chỉ gây đau khổ nhục nhã khốn cùng và cái chết đớn đau mà thôi thập giá là sự ô nhục và là sự điên rồ đối với những kẻ không tin tưởng vào chúa những kẻ chỉ thích tìm kiếm danh lợi thú và quyền lực của thế trần Thế nhưng còn thánh giá Thì thực sự nó cũng gắn liền với những khó khăn đau khổ Cũng đầy những đau thương chết chóc Và nó là hậu quả của tội lỗi do con người Nhưng đã được Chúa Giêsu đón nhận Với lòng tin và với tình yêu Để biến thập giá là bằng chứng của tình yêu Đã biến thập giá nó nên bằng chứng của tình yêu Hết lòng vân phục mà Ngài dành cho Thiên Chúa Cha. Và Ngài cũng đã làm sáng tỏ lòng yêu thương cao cả của Thiên Chúa, yêu đến hiến ban con một của mình để cứu độ con người. Nơi Thánh Giá, Chúa Giêsu là đấng đã từ trời xuống thế theo ý của Chúa Cha, đã chấp nhận chịu treo lên trong sự tự hạ và trong sự vân phục tột cùng, chứ không tự trèo lên theo ý riêng của mình để tìm kiếm vinh quang lợi lộc Thánh giá đã trở nên phương thế cứu độ vì có Chúa và có tình yêu. Thánh giá đã trở thành sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và hôm nay chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm, để suy tôn thánh giá của Chúa Giêsu để chúng ta ngày càng thêm tin tưởng và yêu mến thánh giá Chúa, để thánh giá Chúa Giêsu thực sự mang lại cho chúng ta niềm hy vọng cứu độ, nhất là trong những hoàn cảnh khổ đau. Quả thực chính trong cuộc đời đầy gian khó và nhất là trong cơn đại dịch này thì việc suy tôn thánh giá trở nên thật là ý nghĩa. Chúa Giêsu trong tin tưởng và yêu mến, Ngài đã biến thập giá đớn đau ô nhục để nên thánh giá cứu độ và vinh quang. Ngài đã làm cho thánh giá trở nên sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và trong cuộc đời đầy gian khó thử thách này, nhất là trong cơn đại dịch khủng khiếp, đang tác hại toàn thế giới và đe dọa từng người trong chúng ta. Lễ suy tôn thánh giá hôm nay thực sự đã trở nên một lời mời đầy ý nghĩa và thật hữu ích cho chúng ta. Hôm Chủ nhật 24 vừa rồi, tức là cách đây hai ngày, chúng ta được mời gọi bước theo Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ của chúng ta trên đường thánh giá. Ngài mời gọi ai muốn theo tôi phải từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo. Thiên Chúa quyền năng và khôn ngoan đã không chọn con đường an nhàn dễ dãi, nhưng đã chọn con đường thập giá đầy khó khăn đau khổ, đã biến thập giá đớn đau thành ô nhục, đã biến thập giá đớn đau ô nhục thành thánh giá cứu rỗi, nhờ Ngài luôn biết tín thác và vân phục trong yêu thương. Và như thế chúng ta không thể đi con đường nào khác được. Trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời và nhất là trong cơn đại dịch này, chúng ta luôn phải đối diện với những thập giá đủ mọi hình thái chúng ta luôn được mời gọi để suy tôn thánh giá bằng một tình yêu tín thác và vân phục kinh nghiệm ngàn đời của sự kiêu căng bất phục bên cây trái cấm của nguyên tổ chúng ta cũng như những hậu quả của bao cuộc phản loạn của con người dọc dài trong lịch sử nhân loại phải là những bài học xương máu cảnh tỉnh chúng ta Thánh giá Chúa Giêsu là tình yêu và là sự khôn ngoan cứu độ của Thiên Chúa, đó là sức mạnh của Thiên Chúa mang lại sự an ủi, nâng đỡ cho chúng ta những con người yếu đuối, khổ đau. Mỗi khi chúng ta đau khổ và gặp thử thách, nhất là trong hoàn cảnh dịch bệnh này, chúng ta đừng quên hướng nhìn lên Thánh giá Chúa để tìm được ở nơi đó ánh sáng và sức mạnh đỡ nâng chúng ta, giúp chúng ta biến thập giá đời mình nên thánh giá tràn trề niềm hy vọng và ơn cứu độ đó chính là cái cách suy tôn thánh giá thiết thực và hữu ích mà chúng ta cần thực hiện nhiều bao nhiêu có thể trong cuộc đời của mình amen